Các con ơi, cô chào tất cả các con. Bây giờ cô trò chúng ta cùng bước vào tiết toán nhé. Cô có ví dụ sau, 1034 nhân 2. Để thực hiện phép tính này, các con hãy vận dụng kiến thức đã học về nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Đầu tiên, các con đặt tính, viết thừa số 1034 ở trên, viết thừa số 2 ở dưới sao cho chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Giữa hai thừa số đặt dấu nhân. Dưới hai thừa số ta kẻ vạch ngang. Bây giờ các con cùng tính kết quả. 2 x 4 bằng 8 viết 8. 2 x 3 bằng 6 viết 6. 2 x 0 bằng 0 viết 0. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Vậy, 1034 x 2 bằng 2068. Các con cùng quan sát ví dụ thứ hai. 2125 x 3. Tương tự, các con hãy đặt tính và tính kết quả. Các con lưu ý đây là phép nhân có nhớ ở hàng đơn vị. Khi thực hiện phép nhân này, các con sẽ đem số nhớ ở hàng đơn vị sang hàng chục. Chúng ta bắt đầu thực hiện. 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 2 bằng 6, viết 6. Vậy, 2125 nhân 3 bằng 6375. Hai ví dụ các con vừa thực hiện chính là nội dung của bài học ngày hôm nay, nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Bây giờ các con sẽ bước sang phần luyện tập và cùng thực hiện trên phiếu. Bài 1, tính. Bài tập 1 yêu cầu các con tính kết quả. Các con chú ý tính cẩn thận để kết quả chính xác nhé. Bài 2. Đặt tính rồi tính. Bài tập 2 có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính. Yêu cầu thứ hai là tính kết quả. Bài 3. Giải toán. Các con đọc thầm bài toán, xác định yêu cầu bài toán, cho gì, Bài toán hỏi gì? Dựa vào yếu tố đề bài cho và yếu tố đề bài hỏi, các con hãy tóm tắt và giải toán. Bài 4: Tính nhẩm. Các con suy nghĩ, nhẩm cẩn thận để viết kết quả cho thật chính xác. Nào, các con thực hiện các bài tập nhé. Cô hy vọng các con sẽ cố gắng nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ học tập của mình cô chào tạm biệt tất cả các con